Chào mừng các bạn đã đến với kênh Biết Xem Mua Sắm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo cái bài viết tự động đăng trên cái group của Facebook kèm với ảnh và video trên cái nền tảng này. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái trang Facebook mà các bạn đang quản lý giúp mình. Thì để có thể đăng bài viết trên group của cái Facebook thì các bạn điều đầu tiên các bạn phải lưu ý là các bạn phải là quản trị viên của trang group Facebook mà các bạn muốn đăng. Thì các bạn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể phân biệt này. Thì mình sẽ truy cập vào một cái group ngẫu nhiên để các bạn có thể tham khảo. Thì đây là một cái group Facebook mà do mình quản lý, thì các bạn phải lưu ý là các bạn phải là người sáng lập của cái group này hoặc là các bạn phải là quản trị viên. Thì quản trị viên là sao? Ở trên một cái group thì các bạn thường sẽ có hai, đối với admin sẽ có hai cái chức danh quản trị là người kiểm duyệt. Thì người kiểm duyệt này thì không thể tạo những cái bài đăng tự động trên cái group Facebook này. Các bạn phải lưu ý là các bạn phải là quản trị viên. Để mình sẽ kéo xuống đây để tìm đây. Đây là một cái chức danh quản trị viên. Thì đây cũng là một cái bài viết mà mình đã tạo tự động để đăng trên cái group Facebook của mình. Thì mình sẽ vào một cái group để làm test thử cho các bạn cái cách để có thể đăng trên cái group Facebook này một cách tự động và nhanh chóng. Thì việc đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái group mà các bạn đang quản lý mình. Thì ở cái mục ở bên tay trái quản trị admin, các bạn sẽ nhấp vào cái phần hỗ trợ quản trị. Các bạn lưu ý là chỉ có quản trị viên và cái người sáng lập cái group này và cũng là quản trị viên thì họ mới có thể nhìn được đầy đủ cái cột quản lý này. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần hỗ trợ quản trị giúp mình. Thì ở mục hỗ trợ quản trị, các bạn sẽ nhìn giúp mình cái phần thêm hoặc chỉnh sửa tiêu chí. Thì các bạn sẽ bấm vào cái mục đăng bài viết tùy chỉnh. Đây là cái mục để các bạn có thể set up cái phần bài viết mà các bạn có thể đăng tự động vào cái thời gian mà các bạn muốn thiết lập. Thì các bạn sẽ bấm vào phần thêm giúp mình. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái bảng để các bạn có thể đăng cái bài viết này. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần tiếp tục giúp mình. Ở đây có những cái gợi ý để các bạn có thể chọn lọc cái phần đăng những cái câu gợi ý nếu mà các bạn không có nhiều ý tưởng hoặc là các bạn muốn tận dụng để có thể set up cái bài viết của mình. Thì mình sẽ chọn cái mục ở đầu tiên là phần tạo từ đầu. Ở đây các bạn sẽ nhấp vào phần chỉnh sửa bài viết giúp mình. Đối với các bạn mà muốn đăng kèm ảnh hoặc là video trên cái bài viết này thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần chọn lựa. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái ảnh ngẫu nhiên để có thể làm ví dụ cho cái bài viết này. Mình sẽ chọn, các bạn có thể chọn một lúc nhiều ảnh hoặc có thể chọn một ảnh. Thì sau khi các bạn đã lựa chọn ảnh xong thì các bạn sẽ thêm phần nội dung giúp mình. Mình sẽ thêm vào cái phần nội dung. Mình sẽ lấy một cái bài viết ngẫu nhiên. Ở đây thì mình đã chọn sẵn ra cái mục để có thể copy vào cái bài viết này. Thì mình sẽ dán vào đây để làm ví dụ. Thì sau khi mà các bạn đã nhập nội dung và hình ảnh mà các bạn mong muốn, các bạn sẽ bấm phần lưu lại giúp mình. Ở đây nó sẽ có những cái mục nhỏ, ví dụ là các bạn có thể gắn tên cái người mà các bạn muốn lựa. Ở đây mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Thì đây nó sẽ hiện ra danh sách những cái bạn bè, những cái trang cá nhân mà các bạn muốn đính kèm. Thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái cảm xúc của mình. Ví dụ đang là các bạn có thể chọn hạnh phúc hoặc là đang yêu hoặc là những cái mục nào đó mà các bạn mong muốn. Ở đây nó sẽ còn rất là nhiều cái để các bạn có thể lựa chọn, ví dụ như là gắn thẻ sự kiện mà các bạn đã tạo trước đó. Thì sau khi các bạn đã tạo phần nội dung và hình ảnh hoàn tất thì các bạn sẽ nhấp vào phần lưu giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ có thể đọc qua trước cái phần này, cái phần mà nội dung mà các bạn đã tạo. Đây đây là cái nội dung mà mình đã tạo tự động để làm ví dụ cho các bạn. Thì các bạn, một cái hay ở đây là các bạn có thể chọn cái thời gian để lặp lại bài viết, để các bạn có thể chỉ cần tạo bài viết một lần
là các bạn có thể đăng vào một lần một ngày, một lần một tuần, 2 tuần một lần, hoặc là một lần một tháng, tùy theo vào cái mục đích của các bạn. Thì đây mình có thể lựa chọn là một lần một ngày nếu mà các bạn muốn cái tin này nó có thể truyền tải tới thành viên một cách rõ ràng hơn, đầy đủ hơn. Còn đây mình sẽ thông báo dạng một lần một tuần. Thì các bạn có thể chọn cái thời gian chính xác để có thể đăng cái bài viết và cái khung giờ và cái ngày mà các bạn muốn bài viết này sẽ xuất hiện. Thì các bạn lưu ý một điều là ví dụ như là cái bài viết này được tạo vào ngày thứ năm thì các bạn sẽ không thể nào set up để có thể đăng vào đúng cái ngày mà các bạn tạo, mà các bạn phải chọn cái ngày tiếp theo để có thể đăng cái bài viết này. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn vào ngày thứ sáu. Các bạn có thể lựa một cái khung giờ. Thì ở đây các bạn lưu ý là nó có gợi ý cho các bạn cái thời điểm mà cái group của bạn có nhiều lượt tương tác nhất. Thì ở đây cái group này của mình nó sẽ cái lượng tương tác của nhóm nhiều nhất vào ngày chủ nhật lúc 23 giờ. Thì mình sẽ giữ nguyên cái khung thời gian này. Thì đối với các bạn mà chọn một lần một tuần thì các bạn lưu ý là ở đây ví dụ như các bạn chọn ngày thứ sáu thì các bạn chỉ cần việc set up một lần thì vào cái ngày thứ sáu tiếp theo bài viết này sẽ tự động xuất hiện vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Các bạn lưu ý điều này. Còn các bạn chọn một lần một tuần thì đúng vào cái thời gian này, ví dụ như là ở đây mình chọn 23 giờ thì đúng vào cái thời gian 23 giờ này mỗi ngày bài viết đó sẽ được đăng trên cái group của các bạn. Thì sau khi các bạn đã chọn thời gian và cái ngày tương ứng thì các bạn sẽ nhấp vào thêm vào công cụ hỗ trợ quản trị giúp mình. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm dấu tắt và các bạn sẽ thấy là cái bài viết mà các bạn đã thiết lập nó sẽ được tạo trên cái lịch đăng bài trên đây. Thì nếu mà các bạn mà có nhu cầu chỉnh sửa lại cái nội dung của bài viết này, các bạn sẽ nhấp vào phần chỉnh sửa giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ kéo xuống và bấm vào chỉnh sửa bài viết. Thì các bạn có thể bấm chỉnh sửa lại cái nội dung này và bấm lưu lại. Thì các bạn cũng có thể lựa chọn lại cái thời gian để có thể đăng bài nó được phù hợp. Thì đối với những cái nội dung mà các bạn tạo và các bạn không muốn nó sử dụng hoặc là các bạn muốn xóa đi để tạo bài viết khác thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần xóa này giúp mình. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn là đối với các bạn mà muốn đăng kèm cái video lên cái phần hỗ trợ quản trị đăng tự động trên group này thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì đây mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cái trường hợp video này. Thì các bạn cũng sẽ vào và bấm tạo nội dung như là cái việc mà thêm ảnh. Ở đây các bạn sẽ gặp phải một cái vấn đề là khi các bạn thêm ảnh và video vào nó sẽ gặp phải một tình huống. Ở đây mình sẽ cũng sẽ thêm cái phần nội dung. Các bạn sẽ nhấp phần lưu giúp mình. Đó, thì khi mà các bạn nhấp lưu thì nó sẽ xảy ra một tình huống là cái video đó nó không được lưu lại trên cái phần chỉnh sửa bài viết này. Thì đây là một vấn đề cũng khiến các bạn đau đầu. Thì ở đây mình sẽ nhấp vào cái phần chỉnh sửa giúp mình. Thì các bạn cũng sẽ tạo phần nội dung như cái bài đăng ảnh. Thì ở đây mình có một cách để có thể giúp các bạn có thể đăng cái phần video này. Đó là các bạn sẽ up cái video mà các bạn cần đăng lên một cái trang YouTube của các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ nhấp vào cái phần YouTube. Thì đối với các bạn mà đã có kênh thì các bạn có thể đăng cái bài viết kèm cái đường link. Thì còn đối với các bạn mà chưa có kênh thì các bạn sẽ nhấp vào phần tạo kênh giúp mình. Đây mình sẽ các bạn sẽ bấm tạo kênh. Thì các bạn có thể xem các video mà mình hướng dẫn cách để tạo kênh YouTube hoặc là các kênh các bài video mà mình hướng dẫn cách để có up video lên YouTube. Thì sau khi mà các bạn
đã tạo kênh và muốn up video thì các bạn sẽ nhấp vào phần tạo này giúp mình và nhấp tải video lên. Thì sau khi video đã được tải thì nó sẽ có một cái dạng đường link như cái video này. Chính nghiệp dẫn dắt thế gian. Thì các bạn sẽ vui lòng là copy giúp mình cái đường dẫn này và dán vào cái mục ngay phần bài viết. Thì các bạn thấy là sau khi các bạn dán vào cái mục bài viết thì nó sẽ hiện ra cái video mà các bạn cần đăng để có các thành viên có thể tham khảo. Thì các bạn sẽ bấm lưu lại giúp mình. Và các bạn sẽ tiếp tục thiết lập lại những cái mục đăng lập lại theo cái lịch mà các bạn mong muốn hoặc là cái ngày đăng mà các bạn muốn mà thành viên họ muốn xem những cái video này. Thì đối với những cái trường hợp này các bạn cũng có thể sẽ gặp một cái trường hợp là cái đường dẫn này sau khi mà các bạn thiết lập thì lúc mà đăng lên thì cái đường dẫn này nó sẽ không hiện lên cái hình ảnh thu nhỏ này. Thì lúc này các bạn sẽ làm một cái cách này giúp mình sẽ tắt cái hình ảnh thu nhỏ này. Thì đối với cái trường hợp mà các bạn nó sẽ không hiện ra, nó chỉ hiện ra một cái nội dung giống vậy và không hiện ra cái hình ảnh thu nhỏ thì các bạn sẽ làm một bước giúp mình là các bạn sẽ thêm vào một cái ảnh và sau đó các bạn có thể chọn một cái gõ thêm vào cái nội dung tham khảo video bên dưới để các thành viên sau khi mà họ thấy cái nội dung này họ có thể tham khảo nhấp vào cái đường link video này để xem video của các bạn. Thì sau khi các bạn đã thêm vào cái hình ảnh nội dung cũng như đường link thì các bạn sẽ bấm lưu lại giúp mình. Các bạn cũng sẽ chọn những cái thông tin này, cái thời gian và các bạn sẽ nhấp vào thêm vào công cụ hỗ trợ quản trị. Vậy là vào cái thời gian mà các bạn đã thiết lập thì cái video và những cái hình ảnh này sẽ được đăng lên cho các thành viên và phổ biến cái thông tin, những cái thông báo của các bạn đến với thành viên đúng như những cái mà bạn mong muốn và bạn chỉ cần có thể thiết lập một lần thôi và các bạn những cái thông tin này sẽ được đăng một cách tự động hàng tuần hoặc hàng tháng cho các bạn. Thì video hướng dẫn các bạn cách để có thể đăng bài viết tự động lên group và Facebook của mình kèm ảnh và video đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nào có nhu cầu hoặc là muốn xem lại những cái thông tin, những cái bài đăng này dưới dạng viết thì các bạn có thể nhấp vào cái mục này của mình và nhấp vào cái đường link website của mình. Thì ở đây mình sẽ làm những cái bài viết hướng dẫn dưới dạng bài viết để cho các bạn nào có nhu cầu tham khảo. Các bạn sẽ nhấp vào cái mục mẹo vặt hữu ích giúp mình. Các bạn sẽ nhấp vào phần thủ thuật công nghệ để có thể xem lại cái bài viết này, cái video này dưới dạng cái bài viết. Đây là những cái thông tin, những cái bài viết mà mình đã soạn lại dưới dạng bài viết để cho các bạn có thể tiện theo dõi. Nếu như các bạn cái video này có những cái điều mà bạn thắc mắc thì video hướng dẫn của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có nhu cầu vui lòng comment ở dưới video hoặc là các bạn có thể comment ở dưới những cái mục bài viết. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ và trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì video hướng dẫn của mình đến đây xin kết thúc. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn.